lịch diễn ra cái phiên tòa mà tranh chấp tài sản đó đã bị thay đổi rồi nha anh chị. Và lịch thay đổi là chính xác là ngày 14 tháng 11. Và bây giờ thì nếu như anh chị em nào quan tâm ủng hộ cho Hồng Loan, con của con hợp pháp của cố nghệ sĩ Du Linh, thì ngay bây giờ chúng ta hãy chuẩn bị tới ngày đó ăn mừng thôi. Đó, chứ còn cơ bản thì chúng ta suy diễn ra một chút xíu là đã biết là cái phiên tòa đó thắng rồi nha anh chị nha. Và chắc chắn một điều là cái ngày sáng ngày 14 thì em sẽ có mặt để mà tại phiên tòa đó nha. Còn cái vấn đề mà vô tham dự được phiên tòa hay không thì chưa biết nha. Nhưng mà bây giờ cơ bản đi thì có đi, thì đi để mà gọi là đi để ăn mừng thôi. Chứ còn anh chị biết rồi, cái công ty BH Media đó anh chị, nằm ở ngoài Hà Nội, là một cái công ty đâu phải là dạng vừa đâu, mà người ta còn chấp nhận là Hồng Loan là một người thừa kế hợp pháp về hình ảnh. Nếu như mà Hồng Loan mà thu trong cái phiên tòa đó thì cái phiên tòa này chúng ta mới lo. Anh chị biết rồi, Việt Nam chúng ta Nam Bắc chung một nhà đã lâu rồi, luật pháp chúng ta là đồng thể, không thể nào mà phiên tòa này xử như thế này, phiên tòa kia xử như thế kia đó. Cho nên á là cái vấn đề mà con hợp pháp thì chắc chắn trong phiên tòa này sẽ thắng 100% nha. Đó là suy luận của em. Tại vì cơ bản anh chị nghĩ đi, bây giờ phiên tòa đó đã là hợp pháp rồi thì phiên tòa này cũng sẽ hợp pháp. Mà coi như là bây giờ mà Hồng Loan là một đứa con hợp pháp thì Hồng Loan là người thừa kế hợp pháp, đơn giản vậy thôi, đúng không anh chị? Nhiều lúc mình nghĩ nó quá phức tạp thì đâm ra nó lại phức tạp. Cho nên trong cái phiên tòa ngày 14, sáng ngày 14 thì chúng ta có thể là xong phiên tòa rồi chúng ta đi ăn mừng. Đó, nói chung là đi ăn mừng, chuẩn bị tư tưởng đi ăn mừng để kết thúc cái drama mà tranh chấp tài sản nha. Rồi tiếp tới nữa chúng ta chào đón một cái drama khác, đó là drama sao kê. drama sao kê là anh chị biết đó. Thì khi mà cố nghệ sĩ mà Vũ Linh á qua đời thì anh chị biết rồi, cái tiền phóng điếu đó ai rinh? Thì mẹ con cái con dê, con Phượng Dê nó rinh. Thì bây giờ mẹ con Phượng Dê rinh thì bây giờ á phải sao kê chứ, tiếp tục tới cái phương án sao kê đó, là có nghĩa là một cái drama sao kê. Thì cái đám mà ủng hộ mà cho đám mà ủng hộ cho mẹ con dê đó thì coi chuẩn bị tiền bạc để mà bù đắp vô đó, yêu thương mẹ con dê thì phải chuẩn bị tiền để mà khi mà sao kê mà lỡ có thiếu hụt á thì mấy đứa yêu thương muốn rinh mẹ con nó về, quên cất cái nhà rộng rộng chút xíu để rinh mẹ con nó về. Tại vì á sao kê ra thì bắt buộc phải trả tiền lại cho Hồng Loan. Rõ ràng nữa anh chị đúng không ạ? Khi mà sao kê ra con Hồng Loan là một đứa con hợp pháp thì mẹ con dê làm gì có cái quyền mà ôm tiền phúng điếu, đúng chưa? Mà nếu như mà bây giờ ôm tiền phúng điếu đi thì bây giờ trả lại, mà trong hơn 2 năm thay thì mẹ con nó đã xài tiền nó biết bao nhiêu rồi. Đặc biệt là cái con mẹ sâu báo. Con mẹ sâu báo thì anh chị biết rồi, 5 căn nhà cả ngàn lượng vàng mẹ còn tẩu tán hết, mẹ còn xài banh ta long hết, thì cái tiền phúng điếu đó bao nhiêu mà mẹ xài không hết, đúng không? Cho nên là mấy đứa mà chẳng hạn như phúng mặt họ bỏ dơi nè, hoa hậu Củ Chi nè, thám tử bún lù nè, con heo tay xanh nè, Lê Tín nè, Kim Ngân Tráng Dồ nè, luật sư Bồn Cầu nè, rồi ai nữa, vân vân và vân vân, nhiều lắm. Mấy đứa coi chuẩn bị họp tiền lại, gom tiền lại để xây cái nhà, rồi rước mẹ con nó về nha. Ráng gom nhiều nhiều vô, tại vì còn tiền phải bồi thường lại nữa, chứ không bồi thường lại mẹ con nó đi vô ủ tờ đó nha. Cái vấn đề này mà một khi mà sao kê ra là mà mẹ con nó không đủ mà bồi thường cho một đứa con hợp pháp á, trả lại cho người ta đó, đó là ủ tờ nữa đó. Chưa nói tới cái vấn đề mà 89 triệu của bên BH nữa anh chị nha. Cái con quỷ dê nó chưa trả lại cho con, chưa trả lại cho Hồng Loan mà. Đó, gom hết trả một lần luôn. Thì bây giờ anh chị nghĩ đi, tiền đâu trả? Thì không có tiền trả thì vô ủ tờ. Cho nên mấy đứa mà ủng hộ mẹ con đó nha, thì chuẩn bị tiền, chuẩn bị xây nhà để rước tụi nó về, chứ mấy là không có là mẹ con nó vô nhà đá ngồi hết. Nghe chưa? Ok. Và bây giờ á thì thông báo với những anh chị em, sáng ngày 14 là diễn ra phiên tòa tranh chấp tài sản đó nha anh chị nha. Và chúng ta nên chuẩn bị tinh thần là đi ăn mừng đó. Chứ còn cơ bản cái diễn biến phiên tòa đó là chúng ta
100% rồi anh chị. Đấy, chỉ bây giờ là chủ yếu là vô gặp nhau để ăn mừng thôi. Nói chung là vậy, gặp nhau để ăn mừng kết thúc cái đợt drama tranh chấp tài sản và chào đón cái drama sao kê. Đó, rồi, vậy nha anh chị nha.